Cảnh người dân Vũ Hán đi chợ mua sắm thời đại dịch. Vũ Hán, thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tâm điểm của đại dịch virus Corona áp dụng lệnh phong tỏa. Kiểm dịch chưa từng thấy kể từ ngày 23 tháng 1 năm 2020. Lệnh cấm giao thông công cộng cũng như nỗi lo virus chết người lây lan đã khiến Vũ Hán giống như một thành phố ma. Cư dân chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài để mua hàng dự trữ tại các siêu thị và hiệu thuốc gần nhà. Vũ Hán được lệnh đóng cửa từ ngày 23 tháng 1 bắt đầu từ sân bay cho đến các phương tiện giao thông công cộng, sau đó 3 ngày, nhà chức trách đã cấm tất cả xe hơi tư nhân trong khu vực trung tâm thành phố, khoảng 9 triệu cư dân đang ở trong thành phố, trung tâm của dịch bệnh, trong khi khoảng 5 triệu người đã kịp di tản trước lệnh phong tỏa. Tờ sao China Morning Post trích dẫn lời quan chức tỉnh Hồ Bắc. Người dân địa phương đã xếp hàng trước các hiệu thuốc để mua khẩu trang từ giữa tháng 1 năm 2020 khi có xác nhận rằng virus có thể được truyền từ người sang người, nhân viên nhà thuốc phục vụ khách hàng trong bộ đồ bảo hộ toàn thân, khẩu trang và găng tay phẫu thuật. Tình trạng khan hiếm khẩu trang không chỉ xuất hiện ở Vũ Hán, các thành phố khác của Trung Quốc mà còn lan sang nhiều nước cũng như các nền tảng bán lẻ trực tuyến như Amazon. Trong khi đó, kỳ nghỉ Tết kéo dài 15 ngày kéo theo nhu cầu tăng cao về nhu yếu phẩm khi các hộ gia đình cùng ăn mừng năm mới bên người thân và bạn bè, các lệnh cấm phương tiện giao thông cùng nỗi lo về loại virus chết người càng thúc đẩy người dân tích trữ nhu yếu phẩm và đồ tạp hóa. Mỗi khi hàng mới về, các kệ nhanh chóng hết sạch mặc dù nói chung không thiếu thực phẩm, tình hình được cho là căng thẳng nhưng có trật tự. Các nhà chức trách đã khuyến khích nông dân đẩy mạnh sản xuất và thu hoạch để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của hàng triệu cư dân. Rau thịt và thực phẩm ăn liền thường bán hết nhanh chóng. Cảnh sát bảo vệ lối vào các siêu thị lớn. Nhân viên siêu thị đeo khẩu trang khử trùng tay cho khách hàng ngay trước lối vào. Cư dân được yêu cầu đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Một số người cẩn thận hơn, dùng thêm kính và găng tay. Trong bài, một chuỗi siêu thị lớn nằm rải rác ở Vũ Hán là điểm đến mua sắm quan trọng của cư dân thành phố. Các chợ lân cận cũng rất đông người mua hàng muốn mua rau tươi và thịt. Do lệnh cấm giao thông, dịch vụ giao hàng đã trở thành nhà phân phối chính cho thành phố. Dinh đẳng nhà bán lẻ trực tuyến lớn ở trung quốc vẫn duy trì dịch vụ ở vũ hán trong thời gian hạn chế đi lại này công ty còn mở một kênh quyên góp đặc biệt để cung cấp vật tư cho các bệnh viện và các tổ chức từ thiện bình luận của bạn được đánh giá rất cao hãy viết ở dưới video nhé